Mọi người, đây hai mẹ con cùng giữ một con chó 3 tháng tuổi mà không thể giữ nổi đâu mọi người này. Bạn 14, bạn này 13, 14 cân rồi đấy nhở. Mọi người nhìn này, chân tay to, đàn đàn con Lobo nha mọi người nhá. Đầu thủ mõm hộp, khung gọng siêu to luôn. Nhắc đến Lobo thì mọi người biết là về cái khung gọng chân tay thì siêu khủng luôn rồi. Đây, quay lại để cho mọi người xem mảng màu. Mảng màu này, một con chó màu đu rông này mọi người xem. Màu này anh chị có ưng không? Anh nhìn vào thế này anh chị chê vào đâu được không? Biết con chó nó to như thế nào rồi đấy. Quay ra cho xem chân so sánh với tay chị Thúy luôn này. Đây. Mọi người nhìn tay một con chó rồng Mexico 3 tháng tuổi này. Đây. Chị Thúy 45 tuổi này. Mọi người xem ra. Chênh lệch nhau bao nhiêu năm? 5 tuổi đời. Con này người dài nhỉ? Trường chó thật đấy. Quá là to luôn. Mà đàn này thì thần kinh khá là căng luôn nhá mọi người nhá. Đấy. Đây bác thêm một con khác ra cho mọi người xem. Đàn này thì là đều như nhau, tăm tắp luôn. Tầm 13 14 cân một con hết rồi. Mỗi người một con cho nhanh. Ôm được không? Không nhóc rồi. Tuổi già sức yếu rồi. Thôi ôm một con ra cho mọi người xem thêm. Tí nữa thì sẽ quay riêng từng con một cho mọi người xem cho dễ nhá. Đây, đây bạn này này, mọi người nhìn này, gầm về gầm mảng màu ấy, mọi người xem, xem rõ sắc nét không, quá là đẹp luôn nhé, mà rất là nghịch luôn. Mọi người thường thấy là nếu mà anh chị nào thích khung gọng cao to thì là mình nên bắt cái dòng Mexico nhé. Mọi người nhìn này, chó 3 tháng tuổi, một con chó dòng Mexico 3 tháng tuổi, mọi người nhìn xem, người nó rất là dài, chân tay khung gọng nó rất là to. Đây là bọn em thường hay tư vấn cho các anh chị ấy, nếu mà thích kiểu nhanh nhẹn chuyên huấn luyện thì chọn Pháp Bỉ. Còn nếu mà thích trong nhà bảo vệ, bình thường nuôi chơi, thích khung gọng to thì mình nên chọn cái dòng Mexico này nhá mọi người nhá. Đây, quá là to luôn. Nặng có giữ được không? Đây này, có hai bạn cái nhá, màu đu rông khá là đậm luôn, sắc nét luôn ấy. Anh chị nào nuôi sinh sản này, nuôi cái đàn này thì quá là hay luôn ấy. Hai mẹ con không bắt chó được rồi. Quấy quá. Đấy. Nghịch đúng không? Nặng cũng không ôm được. Tôi tí ôm riêng làm video riêng cho mọi người xem cũng được. Mọi người nhìn này, đàn 3 tháng tuổi nhưng mà đàn này thì tai hầu như là chưa lên nha mọi người nhá. Ủi nó đớp rồi, tanh tách luôn này. Cắn nhau xước cả mặt luôn. Đớp kinh chưa? Đầu thủ mõm hộp thì thôi khỏi phải bàn luôn rồi, nhìn này. Quá là to luôn. Rất đẹp. Cái gầm của nó thích cái quả gầm nhìn chân tay đen xì luôn. Mấy hôm nữa đàn này lên tai thì mới chất này. Yêu chưa? Ui nhảy lên. To quá. À, muốn chơi à? 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 Đớp kinh đấy. Không đau lăng à? À? Đớp kinh đấy. Đấy rồi. Tanh tách luôn đúng không? Đấy. Đàn này thì là mới bắt đầu xuất bán trong chiều nay nhá. Anh chị nào thích đàn này thì có thể liên hệ cho hotline của bên em để được tư vấn nhá. Đảm bảo là cái đàn này thì anh chị không chê vào đâu, là quá là ưng rồi. Về khung gọng, mảng màu lẫn tổ chất thần kinh nhá. Rồi, xin chào mọi người.